Nếu mà không làm thì ắt không có ăn. Nếu đi ăn cắp thì ắt sẽ vào tù. Nếu mà ngạo mạn, ắt sẽ huân tập nhiều kẻ thù đến với mình. Những cái quy luật cơ bản đó, nó gọi là trí tuệ. Mình phải hiểu tất cả những cái quy luật đó. Và từ đó mình đừng gieo nhân xấu, thì bắt đầu tất cả những áp lực trong cuộc sống nó sẽ biến mất. Thủy Phạm có đặt câu hỏi. Em chào thầy ạ. Làm thế nào để tăng được trí tuệ và giải quyết được áp lực công việc trong cuộc sống ạ? Em cảm ơn thầy ạ. Thứ nhất là chúng ta phải định nghĩa lại cái khái niệm trí tuệ cái này. Thì trí tuệ chính là người ta hiểu được quy luật của cuộc sống. Ví dụ, nếu có ngày nắng, ắt sẽ có ngày mưa. Có công mài sắt, có ngày lên kim. Tức là nếu mà mình chịu khó lao động và chịu khó vắt óc ra suy nghĩ, ắt sẽ có ngày mình trở thành người lành nghề. Thế thì mình ngu thì nó mất nhiều thời gian hơn. Còn người ta thông minh thì người ta mất ít thời gian hơn. Nếu mà không làm thì ắt không có ăn. Nếu đi ăn cắp thì ắt sẽ vào tù. Được không? Nếu mà ngạo mạn, ắt sẽ huân tập nhiều kẻ thù đến với mình. Những cái quy luật cơ bản đó, nó gọi là trí tuệ. Mình phải hiểu tất cả những cái quy luật đó. Và từ đó mình đừng gieo nhân xấu, thì bắt đầu tất cả những áp lực trong cuộc sống nó sẽ biến mất. Còn ngày nào mà mình còn đạp vào các quy luật của vũ trụ mà mình đòi tốt đẹp, thì ngày đó áp lực công việc nó còn xuất hiện. Tóm lại, thầy nhắc lại, làm thế nào để tăng trí tuệ thì vốn dĩ không có khái niệm tăng trí tuệ, mà vốn dĩ nó chỉ có khái niệm bạn thấu hiểu các quy luật của tự nhiên, và muốn vậy phải đi học, muốn vậy phải gì ạ? Phải chịu khó hành động và đúc kết. Tức là sau một ngày làm thì chúng ta nên dành được khoảng 15-20 phút ngồi, mà trong đạo Phật thì gọi là ngồi thiền. Thì thôi mình ngồi mình gọi là tổng kết lại một ngày đi. Mình ngồi mình tổng kết lại là xem là trong ngày hôm nay mình đúc kết được quy luật gì, và mình phải đón nhận quy luật ấy thôi. Sống trong quy luật ấy thôi thì từ từ công việc nó gì ấy, áp lực nó sẽ hết. Còn nếu mình suốt ngày mình đặt câu hỏi là làm nào không làm có ăn thì làm sao mà hết áp lực được. Mình bảo là làm nào mà lười học mà vẫn trở thành học sinh giỏi thì làm sao hết áp lực được. Mình bảo làm nào mà lười lao động mà vẫn có nhiều kinh nghiệm thì làm sao mà hết áp lực được. Mình bảo làm thế nào mà mình hay chuyên môn đi chọc ngoáy nói xấu thằng khác mà nó lại yêu quý mình thì làm sao mà hết được. Không bao giờ hết được. Thì trí tuệ chính là việc hiểu quy luật của cuộc sống, và bạn phải sống gì ạ? Thuận theo quy luật cuộc sống, không còn cách nào khác nhá. Rồi cảm ơn bạn. Thông qua đi học và đi làm, và mỗi một buổi tối hãy gì, nằm vắt tay lên trán để đúc kết quy luật của cuộc sống. Hãy mỗi ngày dành 30 phút ngồi lại, nghĩ lại các quy luật của cuộc sống. Đừng lao động một cách hùng hục, xong rồi kiếm được mấy đồng lại đi nhậu, xong tối về lại đặt lưng ngủ giống như một cái gì nhỉ, một cái con súc sinh được sinh ra. Tức là cứ ăn no rồi đi ngủ, ngủ xong rồi là lại kiếm được ý thức ăn, rồi lại ăn no đi ngủ. Con người nó khác con vật ở chỗ là mình có thời gian tư duy để mình đúc kết lại những việc mình làm và tìm ra quy luật của cuộc sống. Và mỗi một buổi tối chúng ta dành đến độ khoảng 15-20 phút, 30 phút để đúc kết một chút về quy luật cuộc sống, thì dần dần mình sẽ có trí tuệ. Rồi xin cảm ơn Thủy Phạm. Trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam, nơi kiến tạo thế hệ doanh nhân thành công và hạnh phúc.